Chiều thứ bảy nhà mình dắt ông ngoại bà ngoại Bo đi ăn sinh nhật của Ben. Hôm nay nhà mình đi ăn lẩu Ban Chuyền nha. Đó mưa rồi lên mình đi ăn lẩu Ban Chuyền này nha. Dắt mông rồi đi ăn lẩu Ban Chuyền nha. Xin sẵn ngày sinh nhật anh Ben luôn nha. Mắc mưa. Rồi đó, mọi người đi chơi ngày nay mình đi mua bánh vô sao nghe. Rồi, bây giờ nhà mình đang ở Kichi nha, đã đặt bàn rồi, giờ mình đi vô bàn thôi. Đây đã vô chưa? Gồm có gì? Sinh nhật bò. Bò, nấm, với rau. Yeah. Sinh nhật hay ha. Để ăn nè, thấy chưa hả? Ngon quá. Anh biết sao anh biết? Dạ, bò. Anh cảm thấy sao? Bò ơi. Con biết bò đâu vậy? Nghêu nè, cá hồi nè, trứng nè, thịt bò nè. Thịt bò, nấm đùi gà nè, thịt bò nè, rau xới rau, dồi trường, sữa, trứng gà. Này với đồ ăn Nhật ông khoái món nào hơn? Cái này mình ăn theo ý muốn của mình được phải không? Nãy giờ ông ăn cái gì? Nó gần gũi với mình hơn đúng không? Nãy giờ ở trong đây là ông thích món nào nhất? Bò ba chỉ. Bò ba chỉ. Hai người là thích thịt bò hơn đúng không? Ông Nhật Trường, cô Lo Dung lên đi ăn Kichi nè nha. Cuối tuần này mình đặt bao nhiêu một phần? Cuối tuần là 219 ngàn một phần. À, ngày thường thì rẻ hơn. Chỉ đồ ăn thôi, không tính thức uống với rượu ha. À, anh biết rồi chưa? Chưa hả? Anh biết nãy giờ mắc coi em bé hả? Chưa ăn. Chưa ăn. Bây giờ mới bắt đầu đề ba hả? Đúng rồi. Thôi vậy bắt đầu đi. Bà ngoại thấy sao bà ngoại?
ok không? Ăn sữa ăn được rất là ăn sữa dạ. Nguyên ngày nay mắt coi cháu nội rồi giờ này cái bộ cũng ok ha. Chi chiều thứ bảy nhà mình dắt ông ngoại bà ngoại Bo đi ăn sinh nhật của Ben. Kichi trong Winber nha. Ăn xong rồi đó, bây giờ về. Ban đêm rồi, đèn nó cũng đẹp ghê ha.